Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Cạnh em còn có Pháp Kiều nữa cơ mà. Wow. Pháp Kiều thì anh thấy là không có gì ngoài những cái món đồ ăn vặt và những câu thả thính. Nhảy thì anh chưa thấy. Hôm nay anh sẽ thử. Hôm nay mọi người sẽ thấy thôi. Cho tôi hỏi đội nào thi đầu tiên ạ? Nhưng mà em có một cái thắc mắc anh Thành ơi. Ý là cái này là thứ tự thi hay là thứ hạng của tụi em vậy? Anh cũng đang có một câu hỏi. Đây là sự flex nhẹ hay là màn chữa cháy của em? Vì lần nào em cũng bóc số 1. Trời ơi, Dũng ơi. Ủa, là thi đầu tiên hả anh? Có, đúng ý em. Tụi em thích thi số 1 để gọi là thủ đầu. Thủ đầu hả? Gây áp lực. Tham vọng đó. Để xem nha. Anh không biết là em gây áp lực hay là em nhận áp lực đây. Hai tinh thần hôm nay như thế nào? Xin mời đội trưởng Webby ạ. Dạ vâng. Thì hôm nay bọn em đến với cả một tâm thế là bài hay nhất rồi. Đặc sáng của chương trình là khiêm tốn. Vâng, bây giờ là chỉ trông chờ sự tự tin của tất cả anh em mà lên là đốt cháy sân khấu thôi ạ. Good luck, good luck. Thế còn Oren thì sao em? Với một dàn Mỹ Nam thần luôn, em còn giữ được bình tĩnh khi trình diễn không? Dạ, bài hát tên là Ngáo Ngơ mà anh bình tĩnh chi? Đúng rồi, với những nhan sắc này thì không nên bình tĩnh. Thật ra thì ngoài cái chuyện là đẹp trai ra thì em thấy là đội của em rất là đúng tinh thần, là ai cũng ngáo hết. Ngáo ngơ thôi mà đừng ngủ nghịch nha tụi em. Có đâu anh. Em nghĩ là Oren đang tung hỏa mù cho đội khác thôi. Còn về tinh thần nhóm của Hiếu thứ hai tới đây là bọn em đã mở hổm nè, như kiểu là một văn mẫu cho tất cả các nhóm chép lại. Wow, amazing. Thích thái độ đủ ghê thiệt á. Mặc dù nó nói những cái chuyện mà nó rất là incredible nhưng mà nghe như thiệt. Cái niềm tin của anh Tú nó mãnh liệt, công nhận. Bình thường á anh Tết gáy là không có cơ sở, hôm nay anh tự tin hơn hẳn. Hôm nay là anh có cơ sở lắm anh ơi. Cũng biết động thành viên của anh thường hay gáy đúng không? Đúng rồi anh. Nhưng hôm nay là có cơ sở. Có cơ sở đàng hoàng. Wow, một lời khẳng định chắc lịch nha các bạn ạ. Chúng ta hỏi những món quà Hàn Quốc ở trên kia thì bộ đồ mà nhẹ nhàng như thế này thì chắc là team này team nhẹ nhàng hả? Dạ không ạ, không có nhẹ. Không nhẹ nhàng. Nặng ký nha. Atos bảo là bây giờ có bài văn mẫu để cho các bên chép. Bọn em xin phép là không thèm chép luôn. Bọn em là học sinh cá biệt. Để giấy trắng. Bọn em top 2 thì không ai top 1. Chứ ai xé quà chứ biết bên trong là gì đúng không? Ok nha. Tôi không biết đưa cái đội này về một cái thành phần gì. Tại vì nó bị rối các bạn. Leo núi đồ đó. Tôi không biết ý đồ của các bạn là gì ạ. Dạ tụi em chọn cái phong cách là sắc màu. Tại thấy mọi người trung tính quá. Tụi em muốn nổi bật hay quá. Trung tính quá mình trung phải cá tính lên. Dạ đúng vậy. Tiêu chí của tụi em là we come to make hit. Cho nên là em nghĩ đây lại là một cú hit nữa. Cái tâm thế ngày thi hôm nay của tụi em á thì không có trên top 2 thì cũng ngang top 1 thôi. Tốt, tinh thần rất là tốt. Cái đồ màu đỏ này là tôi thấy là máu lửa đó. Bọn em là red flag anh ạ. Red flag. À flag luôn hả? Red flag. Đức Phúc, em có đủ sức để diễn đến cái đoạn cuối không? Anh thấy bộ đồ có vẻ hơi mát mẻ. Em hy vọng rằng là em sẽ cố gắng làm hết mình để có thể là diễn cùng với đồng đội của mình mà không bị ngã trên sân khấu. Hôm nay anh thấy là Phúc với lại Rider là hai cái tóc này thì chắc là cũng chịu đựng da đầu dữ lắm hả? Dạ. Bọn em cũng cùng một chỗ luôn. Cùng giờ luôn đấy. Không sao, anh hiểu mà. Từ ngày tụi em quen Win Lê thì ai đầu tóc cũng như vậy thôi. Win Lê bỏ mối rồi. Dạ, với sự tự tin của nhóm em thì em không biết các nhóm khác đã làm gì, còn nhóm em chỉ làm tóc thôi ạ. Wow. Thấy ghét thiệt chứ. Em ơi, ngoài làm tóc em còn làm màu hay lắm đó nha. Xin cho hỏi Tờ Linh đâu ạ? Dạ, thực ra là bọn em đang giữ bí mật Tờ Linh ạ. Tại vì bọn em sợ làm các đội khác mất tự tin. Có đâu. Là anh trai nào cũng rất là khiêm tốn nha. Ăn nói nhẹ nhàng, rất là humble luôn. Ôi, nặng lời với em quá kìa. Ok, còn một nhóm kia đang làm thinh, tụi em làm gì đó? Không, thực ra là bọn em đang rất là điềm tĩnh thôi. Tại vì bình thường á là mọi người có ăn hiếp Dương đâu biết. Thấy em út hiền, không nói rồi hay ăn hiếp, thái độ này nọ. Hôm nay em muốn chứng minh điều gì cho mọi người thấy? Dạ thì thực ra là hôm nay bọn em đến đây ấy thì bọn em nghĩ là bọn em mang đến một món hàng. À không. Món hàng shipper à? Shipper hay gì? Một không, bọn em sẽ mang đến một sản phẩm khác biệt so với những mặt hàng còn lại. Đúng vậy. Tụi em phải là best seller. Đúng rồi anh, bài hát của tụi em nghe xong là đói bụng liền. Ai cũng muốn nhảy vào ăn hết á, tại vì nó quá ngon đi. Đúng là học trò của Negip, thật là tự hào. Đúng rồi. Văn mẫu là phải có người viết. Tụi em là best giả. Bọn em là viết. Nghe đã thiệt, xuất sắc. Và phần thứ hai là phần dance battle. Rất muốn xem những anh trai trong tuần vừa rồi đã luyện tập như thế nào để có thể cạch được những đôi chân nhảy múa như Hùng Huỳnh, như Eric, như Đức Phúc.
phải chặt lại những con người này không, hoặc là với Isaac. Ơi, đúng rồi. Đấy. Bên em có Quang Trung. Đúng rồi. Sao tự nhiên nó cười bị vô thức luôn em. Trời ơi, bên cạnh em còn có Pháp Kiều nữa cơ mà. Wow. Pháp Kiều thì anh thấy là không có gì ngoài những cái món đồ ăn vặt và những câu thả thính. Nhảy thì anh chưa thấy. Hôm nay sẽ thử. Hôm nay mọi người sẽ thấy thôi. Cho tôi hỏi đội nào thi đầu tiên ạ? Nhưng mà em có một cái thắc mắc anh Thành ơi. Ý là cái này là thứ tự thi hay là thứ hạng của tụi em vậy? Đúng rồi. Anh cũng đang có một câu hỏi, đây là sự flex nhẹ hay là màn chữa cháy của em vì lần nào em cũng bốc số 1 vậy? Trời ơi, ơi. Ủa, bài thi đầu tiên hả anh? Có, đúng ý em, tụi em thích thi số 1 đấy, gọi là thủ đầu. Thủ đầu hả? Gây áp lực, tham vọng đó. Để xem nha. Anh không biết là em gây áp lực hay là em nhận áp lực đây, nhưng mà thôi chúc em may mắn nha. Tại không mọi em hổn quá, bị tắt lại. Bớt hổn lại. Em có hổn đâu. Định bắt máy bắt máy. Biến sắp nói cái gì luôn. Mà không tự tin nói. Chưa có tự dám mình ra liền. Hồng này là hồng. Em là từ màu hồng xong chuyển qua màu hiền. Đúng với tính cách của em. Anh Luân có hỏi chị em gái được quá nè. Em có. Em nhận chị làm chị gái không? Để chị bút xe đồ ăn được cho em. Em nhận của em bây giờ luôn. Chị ơi, chị là chị gái ruột của em đó. Em hờn thua lắm. Em muốn cái xe nó to hơn. Để chị tặng cái xe đồ chơi. Ủa hiểu hả? Ừ. Ráng nha, mà há họng ra reaction nha. Là ok. Em hét cho chị một cái nốt to, cao hơn nữa đi. Chị cao hơn. Đây là thích form này không? Form đẹp. Thích form em mua cho anh cả. Anh cái rồi. Không có đách nha. Không muốn đách. Giờ anh phải làm sao để đách? Về cắt hả? Đẹp. Không muốn mà kiểu rách, kiểu làm sẵn có luôn. Không, anh thích màu gì? Form này đẹp. Anh thích màu gì? Không, form này. Anh thích màu gì? Màu này luôn. Boncha Vio Long đào mới, ngon đào mỏng. Với game thứ hai, như hai giọt nước. Game về trí tuệ. Yeah. Nên viết thì sao á, tôi nhìn mặt để biết, tôi không cảm thấy uy tín trong game này. Trí tuệ của một người đàn ông tính từ đâu? Tính từ đây, lấy đi. Let's go. Không phải tự nhiên mà Negip rất là tự tin về cái lối chơi của mình trong những trò chơi trí tuệ. Tại vì Negip nhảy số rất là nhanh, đó là những gì mà mình tự tin trong cuộc đời này. Hy vọng bé An sẽ làm tốt những di sản mà anh Gin để lại nha. Game 2, như hai giọt nước. Có hai từ khóa, một từ có hai phiếu, một từ có bốn phiếu, chia đều cho mỗi anh trai. Không ai biết mình đang ở trong nhóm 4 hay nhóm 2. Nhiệm vụ của nhóm 2 là phải tự nhận ra nhau và tìm cách sống sót, không để nhóm 4 nhận ra mình. Kết thúc trò chơi, nhóm nào giành chiến thắng sẽ bảo toàn điểm thách đấu. Nhóm thua sẽ bị trừ đúng số điểm đã thách đấu. Em chơi game mà em best luôn. Ui, game này chưa đúng không? Những cái luật game thì mình thấy nó cũng đơn giản. Thật sự cái game này là một cái game trúng tủ cho John luôn. Cho John biết cái luật của game này và biết cách chơi như thế nào. Chắc chắn là mình thắng cái game này. Chơi thôi! Let's go! Trong đây có hai từ. Dạ. Một từ 4 phiếu và một từ 2 phiếu. Talk time và đừng cho người còn lại biết. Xem ơi! Chuyện đầu tiên là gục mặt xuống bàn, đừng có nhìn. Tôi sẽ đưa cái phiếu các bạn cho khán giả biết các bạn đang nhận từ gì. Rồi, từ của Win Lê nhận được là... Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Từ của anh Tú nhận được là... Gác. Ủa? Từ của Quang Trung nhận được là... Hôn. Rồi. Từ của Jason nhận được là... Rồi. Từ của Quang Hùng Master D nhận được là... À, ôm đi không? Và từ của Negip. Như cái này mình cứ nói mấy cái từ chung chung đúng không? Ví dụ kiểu cảm xúc. Đúng. Chúng ta bắt đầu từ Negip luôn. Cứ đi như vậy. Dạ. Mời Negip nói từ đầu tiên. Chơi thôi. Bây giờ là tới lúc mà mình chứng tỏ bản thân. Yêu. Negip thì mình cũng lo lắm. Quang Hùng Master đi. Hơi ngơ ngác đấy, có vẻ như là con hình chưa chơi game này bao giờ. Ngọt ngào. Jason. Ấm. Trung đã thấy lấn cấn rồi. Sao mà ấm được trời. Cái từ hôn bằng ấm thì nó hơi vượt ngoài trí tưởng tượng của Trung. Hôn thì chưa
chưa biết hôn nên không biết là ấm hay lạnh. Ấm là biết là ôm. Ấm là ôm rồi. Ôm. Quang Trung. Cái người Quynh về chừng nhất đó chính là anh Quang Trung. Ý. Nói chung người mà Negip lo nhất là anh Quang Trung. Anh chơi cái trò này rất giỏi, người ta đồn là như vậy đó. Hạnh phúc. Wow. Hay quá. Hùng là Hùng sẽ dè chừng anh Quang Trung. Tại vì anh là một người diễn viên và cái nét mặt của anh diễn rất là ghê. Tú. Tú. Căng quá vậy em. Chơi đi anh. Đang chơi, suy nghĩ. Không, ai cũng biết em đang suy nghĩ mà. Hơi lâu thôi. Đối với Jason thì anh Tú Voi cũng không giỏi lắm trong cái game này đâu. Thì mình cũng tự tin là mình sẽ chiến thắng cái game này đó. Cảm xúc lâng lâng. Dính à. Dính. Hay hay. Jason chưa tiếp xúc với Win bao giờ. Không biết là Win có biết chơi game này không. Nhưng mà nhìn mặt Win cũng khá là nguy hiểm đó. Mình chơi siêu hồn nhiên là mình chỉ đang cố gắng diễn tả cái từ mà mình có thôi. Mình chưa biết ai là bạn mình. Rồi. Hợp tác à. Hợp tác à. Em nha, chắc chắn là chỉ có ôm thôi. Nồng nàn à? Hùng lộ quá, hùng lộ cho dân quá. Sướng. Sướng. Hay à. Quang Trung. French. Cái gì? French. Ý. Ok, French. Bọn mình biết từ hôn rồi nè, bọn mình mới hình dung nó dễ như thế. Chứ bây giờ nói French một cái là chắc là đúng rồi. Không có hình dung ra được cái đấy đâu. Anh Tú. Em nó giống như một cái giao lộ ngã tư á, bị tớ em cái kẹt xe đó em. Chơi đi em. Buồn thì người ta thường cần. Buồn. Vui người ta cũng cần luôn. Vui cũng cần luôn. Hay hay. Rồi, kết thúc ra một. Hay. Hay quá. Kết thúc ra một. Xí lực. Mình chưa đoán được từ còn lại là gì. Mình biết là có hai từ là ôm với hôn rồi. Em và anh Trung và con Hùng một team. Sao em nghĩ vậy? Jason ơi, tỉnh táo lên em. Anh dựa trên cái từ gì? Trên từ buồn. À. Buồn đúng không? Buồn. Cái của mình không nhất thiết phải buồn. Hay à, hay hay hay, ý này hay. Có nghĩa là cái cảm xúc lúc đấy thôi. Anh cũng thấy vấn đề nằm ở đây rồi. Đúng vậy. Chúng nghĩ Jason muốn lôi kéo về chung đội để cảm thấy là chúng ta có thuộc về nhau đó, nhưng mà thật ra chúng không tin ai hết. Em là yêu và hợp tác. Hợp tác, ok. Cái này phải hợp tác nó mới đẹp. Rồi. Đó. Là cái hợp tác, okay. Hợp lý không ạ? À? Ê. Em nghĩ vậy. Nhưng mà nó không vô cái buồn. Cái buồn được em. Anh vô cái đầu tiên là lâng lâng. Sau đó là cái buồn quá hợp lý luôn. Bây giờ đây vui cũng được này. Em biết. Buồn cũng được, vui em được. Hiểu. Nhưng quá. Cái buồn nó đang bị rõ nghĩa quá. Chọn với cái từ buồn của em. Buồn nó đang bị lọt chọt. Đúng vậy. Anh Tú là một người team khác. Ba mình là cùng team trước đã. Jason đã phân tích rất rõ ràng cho anh Quang Trung, Quang Hùng. Bởi vì tôi nghĩ rằng cùng team với tôi. Hùng có hiểu French? French hiểu luôn. Hiểu đúng không? Nhưng mà có vô không? Đủ rồi, quá lâu rồi. Nghi ai chỉ thôi. Ủa? Lẹ thôi, em muốn lẹ thôi à? Không hề. Chắc chắn em luôn. Em bình tĩnh. Một, hai, ba. Ba, ba, ba. Chỉ sai người rồi. Từ của Jason nhận được là... Suy luận rất hay nhá. Nhưng mà kết luận thì lại... Lại được một người. Khi mà mọi người vote chỉ tay Jason là sụp đổ nha. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội yếu nghề, không biết chơi game. Ngưng, ngưng. Ủa sao chị Jason hết vậy? Tại vì thấy một cái điểm khác biệt. Em thấy ảnh không có điểm tương đồng với em. Em có những cái gọi là nó mạnh bạo hơn. Đó là tư duy của một người không bao giờ chơi game. Em nên chơi board game nhiều hơn nha Negip. Rất là xin lỗi anh. Negip yếu nghề. Dạ. Nghe tuyên bố đây. Dạ. Trò chơi tiếp tục. Đi một round nữa nè. Mỗi sáng. Chà, cái từ này coi bộ dễ bị giặt mặt lắm nha. Ủa. Quang Hùng Master đi. Mỗi tối. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Negip là đồng đội của mình. Tại vì mỗi sáng và mỗi tối có một cái sự trùng hợp đến kỳ lạ. Quang Trung. Sau khi đi làm về. Sau khi đi làm về. Quá. Để mà củng cố thêm cái vấn đề mình là số đông ấy, thì Tú đã nghe Quang Trung nói là friends. Mình nghe ra là friends. Trời ơi. Mình lại tiếp tục tình bạn. Tình bạn thì chỉ có ôm. À, thế thì bây giờ là có Quang Trung, Nguyên Lê này và Negip. I feel you bro. Em chọn là từ Đan. Đan là biết liền rồi, ai mà hôn Đan bao giờ. Đan là cái gì? Sao mà Đan được? Chỉ có những cái ôm Đan vào nhau thôi. Tú tính là phủ đầu luôn bởi vì mình nhìn thấy đội mình rồi. Với mình mới nói là Đan ấy, để cho mọi người biết mình là ôm. Xen vào. Đan xen.
Chớ đang sen là lộ à. Khi mà anh Tú nói đang và Nguyên nói sen là Trung đã biết hai người này là phe thù địch rồi. Và bây giờ mình loại anh Tú trước đi. Sau đó mình phải loại Nguyên. Thấy nó kỳ kỳ đó, đó. Bắt đầu có một cái sự gọi là phân tích rồi đó. Bên này là đang, bên này là sen nè. Em nói sen tại vì em thấy nó liên kết với từ đang. Hùng ba từ là gì ta? Em nồng nàn, rồi ngọt ngào mỗi tối đó. Hùng ơi, ánh mắt của em giết em rồi Hùng ơi. Hùng ơi. Hùng ơi, ánh mắt của em giết em rồi. Đây, em nghĩ Hùng đang là người khác. Tại vì nồng nàn và mỗi tối nó bị quá nặng so với những từ mà Win giữ và anh Tú giữ. Đúng không? Yes, Du cũng vậy. No, 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 girl, no. Hai người này đang có vẻ một đội à, đúng không? Ồ, vậy là mình đang làm gì ở đây vậy ta? Đây là gì ta? Cái game này là sao? Hai người này đang có vẻ một đội nè, Quang Trung đang trung lập nè. Biết tại sao em trung lập không anh? Tại sao? Tại em nhìn thấu cái ván cờ này rồi. Hay quá Trung ơi. Hay quá vậy. Em tìm được người khác rồi. Anh cũng tìm được người khác rồi. Mình không thể nào sâu chuỗi được tất cả mọi việc, mình không hiểu gì hết. Mình siêu nhức đầu luôn, lúc đó mình kiểu nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Chúng ta chỉ có 3 lượt chỉ điểm thôi. Nếu chỉ sai thì nhóm đông chắc chắn sẽ thua. Đúng không? Em cảm giác là anh Tú là người khác tụi mình. Đúng, anh cũng thấy anh Tú người khác tụi mình. Đúng rồi. Chết rồi, chết rồi. Thôi, thôi, vote. 1, 2, 3. Tiếc thôi, mình đã chơi phủ đầu nhưng mà phủ đầu sai. Chấp nhận thôi. Mình đang quá hả dạ. Mình đã loại được một người mà mình đã tìm ra chân tướng của họ đó. Loại xong thì mình cũng đang vui đó, cũng đang hào hứng đó. Xong mình đi vòng mới. Một round nữa. Em rồi đó. Ok. Gì cho sâu sắc xíu đi. Để em tìm một cái chữ gì mà nó kỳ cục nhất. Em ơi, cũng đừng kỳ quá. Người ta biết cũng không tốt. Yeah. Chập chập. Ủa? Chập. Hả? Cái gì? Anh ơi, tới công chuyện này. Chặt, chờ ắt chắc nặng chặt. Nó lương lẹo quá. Nó lương lẹo lắm. Ừ. Negif nói từ chặt. Tự nhiên hôn mà đi tả chặt là sao trời. Thiệt á, chưa bao giờ nghe mà ai nói trên đời là hôn chặt lên. Chặt gì nè. Chặt lắm hả? Chặt lắm. Có cái gì nó sai sai ở đây nè. Ôm, ôm nó sẽ thiên về chặt hơn là hôn đúng không? Cái người mà cầm cái từ hôn á, thể nói được cái từ chặt được. Không bao giờ người ta bảo là hôn chặt được cái này, giúp ơi anh xin em. Round 2 thì mình mới hòm hòm được từ hôn và từ ôm. Quang Hùng. Sâu sắc nha. Sâu sắc nha, trí tuệ nha. Thủy triều. Ồ, mình là số ít. Từ của Win Lê nhận được là. Và từ cuối cùng của Negip nhận được là. Thôi đừng có quảng cáo nữa, mệt không, quá. Nó sâu. Mình đưa ra một cái thông tin rất là chính xác, đó là thủy triều. Tại vì nhắm mắt lại, hôn vào tai. Nó liên quan. À rồi, rồi, rồi. Thủy triều mà nó trào dâng mà cảm xúc nó nồng nàn đến như vậy á, thì chắc chắn phải là từ hôn rồi. Ý, sao kỳ nha, cái này giống như là phản lưới nhà vậy đó. Tự đưa mình vô lò lửa vậy đó. À, đây rồi, đây rồi. Quang Trung. Đam mê. Đam mê luôn. Ok. Chớp được thời cơ, trà trộn vào. Ước ác. Ước ác. Anh Nguyên nhập rồi. Anh Nguyên biết rồi. Lên cờ đi Nguyên ơi. Nguyên ơi, giỏi quá. Từ lúc đó là mình bắt đầu biến thành một con người không còn đơn giản nữa. Nắm lấy nó và giành chiến thắng thôi. Anh nghĩ đang trà trộn vào. Đúng, anh vẫn là đồng đội của em. Quang Trung thì sao ạ? Có ai nghi ngờ Quang Trung không ạ? Có em nghi người ta chứ sao người ta nghi em được. Em cũng đang hơi nghi Gip đó. Ủa sao vậy? Sao vậy? Mắc cái gì em chặt? Chặt mà. Sao chặt? Chặt thì nó cũng... Ê. Anh Quang Trung thì nghĩ quá nhiều. Nên Gip thì... Ừ đó. Nên Gip đưa ra cái từ chặt. Chính những người đó, người ta lại làm khó nhau thì nó lại làm dễ cho mình. Mình cảm giác Quang Trung hiểu lầm mình thiệt. Tại vì cái lúc mà mình nói ra cái chữ chặt rồi á, là mọi người đã mất niềm tin vô Negip luôn rồi. Ê, nội bộ lục đục, nội bộ lục đục. Hả? Hát lại bài Thủy Triều được không? Nhắm mắt lại, hôn vào tai. Nhớ em anh không thể nào cay. Ôi, mình còn hát lên nữa. Đâu, Quang Hùng nữa, Quang Hùng là hả? Vạch áo cho người xem lưng. Ok, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ok. Ừ.
Cái lúc ấy tôi nghi rồi, Win chính là gián điệp. Lần chỉ điểm cuối cùng. 1 2 3 Trời ơi. 3 3 Trời ơi. Negif nói cái từ chặt đó nó quá là bất hợp lý đi. Phải loại cho bằng được. Ê, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Negif. Hai Gif hai Win. Chơi tiếp. Anh giống em hả? Em mới giống anh nè. Đừng cãi. Chơi tiếp. Lội ngược dòng cho coi nè. Lội ngược dòng cho anh. Cái gì ta? Cho em suy nghĩ chút nha. Ok. Dạ. Ngay đoạn này căng lắm á. Khắp nơi. Trời ơi, khắp nơi hay quá. Ok không anh? Hay. Tuyệt vời. Ok. Sao cái từ vậy mà cũng dám làm thiệt á. Không hiểu luôn. Everywhere. Đậm. Sâu đậm. Đúng rồi, sâu đậm á. Trung. Gió. Ủa? Yeah. Nội bộ đột nữa. Gió. Win. Xỉn. Say xỉn. Khúc này là hơi lắc nhẹ tại vì mình không biết là ai là gián điệp nữa rồi. Tại vì cái nào nó cũng hợp lý hết á. Vốt say xỉn ấy. Ra rồi. Vốt say xỉn ấy. Điểm về rồi. Điểm về. Bây giờ mình phải diệt một người thôi. Khoan từ từ. Trong hai người này. Anh là gió. Gió hả? Em hiểu cái đó. Vậy là hai người này cùng một phe. Gió hả? Cái đó là đúng rồi. Em thắc mắc tại sao anh không hiểu thôi. Quán ra gió. Hồi nãy em tính nói gió. Từ gió luôn á. Phải không? Yeah. Mình biết chắc chắn là không thể nào dồn cho anh Quang Trung được rồi. Anh Quang Trung quá chắc chắn. Nên là mình chỉ có thể nhắm vô Quang Hùng Master D và Negif. Mình tìm được người của mình rồi. Hiểu rồi. Mình lật lại quá khứ. Từ đầu tới đuôi là Win chứng minh cho cái chữ ôm quá nhiều. Dính à. Xen vào vui người ta cũng cần luôn. Nồng nàn và mỗi tối nó bị quá nặng so với những từ mà Win giữ và anh Tú giữ. Chứ mình bắt đầu mình thấy ảnh hơi chèn vô mấy cái chữ ướt át, những cái mà nó mang tính hôn đó, thì là mình biết là ảnh là gián điệp rồi. Chỉ 1 em chỉ 2 chị đó nha. 3 Trời ơi. Hai Negif vẫn là hai Negif. Hai Willie. Tiếp. Anh ơi, em thấy là hả Quang Hùng bị Negif thao túng á, đổi chỗ. Đúng rồi, Negif, em sao vậy? Quang Hùng ơi, chưa chắc là đồng đội của em. Không biết có đúng không ta. Mình có đang phá game không ta. Tại vì lúc đó là mọi người đã chỉ Negif rồi. Mà có mỗi Hùng là không chỉ Negif thôi. Chơi nè. Tập trung vô. Ủa tụi em hả? Tới em. Nắm tay con Trung đây nè. Đó, nắm mà đi. Sâu. Trời ơi, đúng là nó rồi mà sâu phòng này. Nói rồi. Quang Hùng. Thích à? Thích. Không có từ gì cụ. Em nghĩ bây giờ chung không được nữa rồi. Em cứu lấy mình thôi, mọi người hiểu lầm em quá. Negif phải cố gắng để mà mình là lật ngửa ván bài. Mình chứng minh lại phần trên. Phần trên từ từ. Đây rồi. Hay luôn. Đây rồi. Trung muốn loại Negif từ cái chỗ chặt rồi. Cho nên bây giờ Negif nói phần trên, phần dưới gì Trung cũng loại hết trơn á. Bước 1. Trời, cái gì vậy? Sao từ mạnh không vậy? Tôi thấy đồng đội tôi rồi. Mình cảm thấy Win đồng đội mình rồi. Mình tin, nghe cái từ cũng hợp lý. Bắt buộc phải ra nghe. 1 Rồi 2 3 Chỉ. Hơi nghi ngờ một chút xíu về người em của mình rồi. Nhưng mà đoạn sau là anh Quang Trung. Chỉ đi, em còn đợi gì nữa, chỉ đi giúp đi. Thôi chỉ luôn. Cái gì vậy? Nổi nóng luôn đó. Cảm giác mà sụp đổ hoàn toàn. Ôi tôi tức luôn á. Lần đầu tôi quạo luôn mà không nói được gì ấy, bởi vì người bị loại là không được nói. 3 Negif. Và trò chơi đã kết thúc. Không lẽ Đội ít thắng. Negif nó cà nhây quá. Người ta tưởng nó giỡn nữa. Mọi người đoán xem từ gì ạ? Đó là từ hôn và ôm ạ. Vâng. Đúng. Và ai là đồng đội của anh? Tự tìm nhau đi. No you. No you ướt át, you mới qua đây. No. Em không nghĩ anh hôn. Anh hôn mà. Tôi là ôm. Ôm nè. Thưa các anh chị, đội ít thắng. Hai người này là ôm. Win Lê đã thắng. Cũng nhờ anh Quang Trung một tay. Đã tạ. Là nhờ Win thì mình mới chiến thắng. Nhưng không sao. Miễn là mình thắng. Mà vui nhất bị dắt xong mà còn lôi theo Quang Hùng lại đó. Em đã tìm được anh, em nói là kiểu pháp là nó đã giống nhau rồi.
cái từ chặt đó nó ám ảnh Trung luôn mãi từ đó về sau. Và vì cái từ đó nó quá ấn tượng cho nên là Trung quên mất luôn. Win đã nói cái từ sen mà Trung đã nghi ngờ từ trước rồi. Trời ơi, không ngờ từng tuổi này mà còn bị lừa nữa. Buồn, cực kỳ buồn luôn. Tại vì mình nghĩ là mình thắng chắc rồi, nhưng mà ai mà có dè đâu. Game này Win Lê quá thông minh đã trà trộn được vào nhóm đâu. Cào nè game xuống. Trời một ơi. Người này sống ngay thẳng như vậy. Chứ mắc mới gì em chặt chi vậy? Chặt là hung là chặt đó. Trời ơi, nhà ôm chặt, chặt. Này giết là báo thù luôn. Tôi cũng thấy không có lỗi lắm. Tại vì tôi đã chơi rất hay rồi. Vẫn tự hào như bình thường. Xin một lần nữa chúc mừng cho team Showbiz đã chiến thắng ở game này. Bây giờ báo này nằm hết hồn nè. Win Bảo Toàn 300 điểm. Em Bảo Toàn 250 điểm. Em đạt nhiêu? 350 ạ. Ôi ơi. Âm 350. Hôm nay 300. Giờ của em 200 ạ. Âm 200. Giờ em là 300. Ôi. Âm 300. Vậy em đạt 3 điểm. Thiệt đó hả? 250 điểm. Âm 250. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Bon cha vi ô long đào mới, ngon đào mong.